Hello, xin chào anh em nhá. Đây là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Hôm nay thì em Tuấn Hải Dương thì lên cho anh em một con hàng cực kỳ VIP anh em nhé. Cực kỳ chất lượng anh em ạ. Những con này thì lại không dành cho những anh em mà khó tính nha anh em nhá. Thì anh em là sao lại không dành cho anh em khó tính thì anh em cứ xem hết clip nhá. Con này thì nó là chim già rừng lên anh em ạ. Con này là được em nghĩ là được 5 rưỡi 2 năm rồi. Nhiều nó rất là nhát anh em ạ. Cực kỳ nhát luôn anh em ạ. Nhưng là cứ khi mà sách lồng các thứ ấy, thì nó nhát tầm khoảng 70% anh em ạ. Nó chỉ thuần được tầm khoảng 70% thôi. Nhưng mà khi rời tay lên cái là phang như điên luôn anh em ạ. Rời tay là phang, rời tay là phang. Bộ rất to, bộ to khủng, nực anh em ạ. Chơi rất là dữ anh em ạ. Con này nó chơi rất là dí luôn anh em nhé. Đây, tại sao nó không dành cho anh em khó tính là con này nó nhát quá thì khi mà anh em để nó quá hoảng nhé. Em Tuấn nhắc lại là phải là quá hoảng thì nó hơi ngứa anh em ạ. Nghe để nó hoảng quá nó mới bị thôi, còn bình thường nó chẳng bao giờ bị đâu anh em ạ. Còn khi mà anh em chăm nhẹ nhàng từ từ ấy, thì con này không bao giờ bị anh em nhé. Nhưng đại khái là con chim khi mà nó bị thì em Tuấn sẽ bảo là bị anh em ạ. Thì nó sẽ không dành cho những anh em nào khó tính hay anh em nào kỹ tính anh em ạ. Anh em nào yêu thích gột những cái con chim mà chất giả rừng mà nó vẫn nhát anh em nhé. Con này chim về tầm 2 mùa rồi mà nó chỉ thuần được tầm khoảng 80% thôi anh em ạ. Nên là khi sách nồng ấy, nó vẫn nhảy, vẫn dẫy anh em ạ. Nhưng mà khi mà em chùm ba mặt vào thì dí sát mặt này, để nó hoảng quá thì em có thấy nó bị ngứa anh em ạ. Nhưng rất là ít anh em ạ, mà phải để nó rất là hoảng thì nó mới bị anh em nhé. Còn đâu bình thường thì nó không bị anh em ạ. Còn khi mà anh em đã bung áo ra, treo lên giàn, rời tay cái là nó bắt kịp chơi luôn, nó phang luôn anh em ạ. Nghĩa là nó chỉ núp cầm đồng thôi anh em ạ. Còn bình thường cứ rời tay cái là phang luôn, phang bất chấp luôn anh em ạ. Con này nhá, khi mà em dãi này là dãi hơn 1 tiếng rưỡi rồi, chơi kè hơn 1 tiếng rưỡi rồi mà nó vẫn chơi băng băng, chơi hơn 1 tiếng rưỡi rồi mà em mới quay clip nha anh em nhá. Vì thật sự thì con này lúc đầu em vào xem nó khá là dãy, nhưng mà thật sự chơi nó rất là hay anh em ạ. Nó thuần chỉ tầm khoảng 70% thôi, nhưng mà chơi mãn nhãn quá anh em ạ. Em kết quá anh em ạ, nết nó rất là dí chim. Anh em để ý nhá, nó chơi đảo cầu cực kỳ tốt mà chơi cả dây cầu luôn anh em ạ. Mà chơi con này chơi rất là dí chim, dí dã man luôn. Em mà đang quay thì có chú đấy gọi điện thoại hỏi mua chim nên lại phải ngắt clip này, em tách cái nồng kia lũi ra cho nó đỡ sụp anh em ạ. Con này nết rất là hay, cứ đảo cầu lên vanh, đảo cầu lên vanh anh em ạ. Nết rất là bền luôn anh em nhé. Đây, anh em nào kết thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Con này thì em Tuấn Hải Dương giao lưu anh em với giá là 4.500.000 anh em ạ. Nói chung là em Tuấn khẳng định là nó xứng đáng với giá tiền này anh em nhé. Còn khi mà con chim mà nó hoảng quá nó mới bị ấy, anh em nuôi khi con chim nó đứng rồi, đứng lồng rồi thì chắc chắn em khẳng định nó sẽ hết anh em nhé. Chắc chắn là sẽ không nhìn thấy nữa. Còn thật sự thì nó ngoái này thì nó hoảng quá thôi, nó mới ngoái thôi anh em ạ. Chứ bình thường nó chẳng thấy ngoái ngửa gì đâu anh em nhé. Nó hoảng quá nó bị thôi. Nên là khi mà anh em sách này chùm vào lồng vào rồi dí sát mặt rồi lắc đi lắc lại thì mới thấy nó bị một phát anh em ạ. Còn đè bình thường thì chắc chắn là nó không bị anh em nhé. Nên là con này thì không dành cho anh em khó tính và anh em kỹ tính anh em ạ. Thì chỉ dành cho anh em nào thật sự hiểu con chim này và thích cái nết này, thích cái nết con chim này và thích nuôi một chú chim đi chinh chiến mà nó vẫn có độ nhát anh em nhé. Thì với em Tuấn thì em cũng không thích thuần quá, em cũng thích nhát nhát tí cơ. Con này rất là ok anh em ạ. Này đang rất là đạt nửa anh em nhé. Con này thì đang ăn cám hiển Bảo Khánh số 1 anh em ạ. Anh em cứ sẵn về cám này là anh em chơi luôn luôn. Con này em dãi đến lúc quay clip này cũng phải là hơn 1 tiếng rưỡi rồi, không gãi xỉa một chút nào luôn anh em ạ. Anh em nhìn nó dây cầu các thứ luôn, chơi rất là ok anh em ạ. Lực rất là khỏe anh em ạ. Em đổi chỗ nó liên tục luôn. Lúc đầu em đổi chỗ liên tục mà cứ nghĩa là mình xách vào thì nó dẫy thôi, nhưng mà cứ bung ra là phải là bắt nhịp luôn, không có chậm một tí nào luôn anh em ạ. Bung cái là chơi, bung cái là chơi anh em ạ. Rời tay là chơi, rất là ok luôn anh em ạ. Thật sự thì con này quá xứng đáng với giá tiền luôn anh em ạ.
Nếu mà con này mà không bị tật lỗ thứ em khẳng định là nó cũng không dưới giá 7-8 triệu đâu anh em ạ. Con này thì nó là một con chim sạch 100% anh em nhé. Trời nết rất là dữ luôn, rất là săn chim luôn anh em ạ. Anh em nào kết thì Zalo trực tiếp là Tuấn Hải Dương nhá. Hàng đáng để anh em về chơi anh em ạ. Anh em là thích nuôi chim nhát thì xúc luôn con này nhá. Hàng rất là ok luôn anh em ạ, rất là sục sạo dí chim. Anh em cứ để ý nữa, cứ đảo cầu lên vanh, đảo cầu lên vanh. Con chim nó nào mà chơi nết này rất là bền lực anh em ạ. Cứ đảo cầu lên vanh cái là nó lại xuống luôn. Chơi rất là bền luôn anh em ạ. Bộ to khủng anh em nhá. Con này là bộ to khủng. Nên lực lở, chơi rất là bền lực luôn anh em ạ. Rất là dí luôn, con này chơi dí lắm anh em ạ. Con nào mà không cứng, không chịu không cứng cái này, con này nó vào nó dí nó sợ luôn anh em ạ. Vừa có cái loạt bên phải nhá, là con này nó dí cho hai con, nó sợ hai con bên phải sợ chạy luôn anh em ạ. Anh em phải tách vội hai con bên phải rồi anh em ạ. Anh em nào kết thì Zalo trực tiếp cho anh em nhé. Hàng rất là chất lượng luôn, đảm bảo cho anh em là xứng đáng với số tiền anh em bỏ ra anh em nhé. Anh em về cứ chăm cám hiểm một con này là anh em có thể móc số được luôn anh em ạ. Nói chung anh em khó tính, không thích chim, với cả anh em mà không thích chim nhát thì không nên mua con này. Con này chỉ dành cho anh em nào thích con chim có độ, vẫn có độ nhát anh em nhé. Sách nồng thì thuần được tầm khoảng 70% thôi, nhưng là sách nồng vẫn dậy, nhưng mà cứ rời tay là chơi luôn. Cứ rời tay là chơi, kể cả anh em đứng cách tầm khoảng 1,5 m là phang luôn anh em ạ. Đổi chỗ thoải mái, không bị chậm nhịp, cứ rời tay là phang luôn. Chơi rất là ok anh em ạ, bắt nhịp rất là nhanh luôn anh em ạ.